Phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thống kê toán là các câu từ câu 4 đến câu 6. Thì cái ở câu 4 thì phần A thì người ta hỏi cái khoản tin cậy đối xứng cho cái giá trị trung bình mu. Thì rất đơn giản là chúng ta sẽ có được cái công thức về cái khoản tin cậy đối xứng cho mu. Ở đây thì chúng ta thể dùng cái khoản tin cậy đối xứng mà nó sẽ có cái T N-1 alpha trên 2 ở đây. Nhưng mà ngoài ra thì nếu mà ở đây chúng ta nhận xét là n lớn hơn 30 thì chúng ta thể dùng u alpha trên 2 thay thế. Thì trong trường này chúng ta có được n bằng 100 và lớn 30 với độ tin cậy là 95%, thì tức là 1 trừ alpha nó bằng 0,95 và ta tính ra được alpha bằng 0,05. Như vậy thì trong trường này t của n trừ 1 alpha trên 2 nó chính là bằng t của 99, là bậc tự do 99, và cái mức alpha trên 2 nó bằng 0,025. Và lúc này do là cái giá trị n lớn hơn 30 cho nên là nó sẽ xấp xỉ u của 0,025. Và lúc này giá trị sẽ được cho trong cái phần phụ lục trong đề thi ở cuối, và lúc này u 0,025 nó bằng 1,96. Và từ đó chúng ta thay các thông số vào. X ngang lúc này đóng vai trò thì nó sẽ là 302. Thế còn F thì phương sai độ lệch chuẩn mẫu thì lúc này nó bằng 5,2, và chúng ta chia cho căn bậc 2 của n và nhân với cả cái t của n trừ 1 alpha trên 2 thì lúc này chúng ta ra được kết quả đấy là khối lượng trung bình của các gói bánh trong cái sản xuất ở nhà máy A ấy, thì nó chính là nằm trong cái khoảng từ 300,9808 đến 303,0192 gram. Tiếp đó thì chúng ta sẽ đến với phần B. Cái phần B thì người ta hỏi đấy là trung bình của khối lượng trung bình của gói bánh sản xuất ở nhà máy A và nhà máy B có khác nhau hay không. Thì đây chúng ta sẽ đi tiến hành kiểm định 2 mu. Do là chúng ta chỉ biết được các thông số của mẫu đối với các cái gói bánh, cái khối lượng trung bình của gói bánh của hai nhà máy này, cho nên chúng ta phải kiểm định 2 mu. Và trong trường này thì do là sigma, tức là cái độ lệch chuẩn mẫu, độ lệch chuẩn tổng thể của hai nhà máy thì chúng ta chưa biết, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng đến tiêu chuẩn kiểm định. Đấy là T lúc này là x1 ngang chứ x2 ngang mà chia cho căn bậc 2 của S1 bình trên N1 cộng S2 bình trên N2. Và lúc này nó sẽ tuân theo cái phân phối Student với cái bậc tự do là K. Và ở đây chúng ta phải đi tính cái bậc tự do K bằng cách là chúng ta sẽ đi tính cái hệ số C. C lúc này sẽ được tính ra là theo công thức và nó bằng 0,5196. Và khi đó bậc tự do tính theo công thức này với N1 bằng N2 bằng 100, N1 bằng N2 bằng 100. Và C thì chúng ta đã tính được ở đây nó bằng 0,5196, mà chúng ta sẽ ra được giá trị K nó xấp xỉ 198. Từ đó chúng ta thay vào cái công thức về cái tiêu chuẩn kiểm định thì chúng ta thu được cái T quan sát, và T quan sát nó bằng 2,77. Và bước cuối cùng chúng ta sẽ thu được cái miền bác bỏ với cái alpha. Thì nó là bao gồm tất cả cái giá trị của T sao cho mà trị đối của T nó lớn hơn TK alpha trên 2. Và trong đó thì TK K bằng 198 đã tính ở trên thì chúng ta có được T bậc tự do 198 và giá trị alpha trên 2 nó bằng 0,025. Nó sẽ xấp xỉ bằng U của 0,025 và bằng 1,96. Như vậy thì T quan sát lúc này nó sẽ lớn hơn 1,96 và nó sẽ thuộc cái miền bác bỏ H0 với cái alpha. Vậy chúng ta sẽ bác bỏ H0 và chấp nhận H1. Và hay có thể nói rằng cái khối lượng trung bình của các gói bánh do hai nhà máy sản xuất là khác nhau.